Trước tình hình COVID-19 diễn biến khó lường, năm nay các hoạt động lễ hội chào đón Noel trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tuy không diễn ra rầm rộ, tưng bừng như các năm trước, song bà con giáo dân vẫn có những cách riêng của mình để hướng về ngày Thiên Chúa Giáo ra đời. Tại xóm đạo An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, không khí Giáng sinh đã len lỏi khắp mọi nẻo đường, bà con giáo dân vui đón Noel nhưng vẫn không quên nhiệm vụ phòng chống dịch. Ngay từ giữa tháng 12, gia đình giáo dân Lê Quốc Dũng, thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn đã bắt đầu trang trí nhà cửa để chào đón Giáng sinh. Từ cây thông Noel đến hàng đá, máng cỏ, tất cả đều được gia đình ông trang trí tỉ mỉ tươm tất. Nhận thức rõ nguy cơ lây lan dịch vẫn còn phức tạp, ông Dũng luôn dặn dò con cháu trong gia đình hạn chế tập trung đông người để hành lễ. Việc xung vầy đón Giáng sinh tại gia với ông Dũng cũng là cách để gắn kết các thành viên trong gia đình giữa thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Đề phòng bệnh là đi đâu cũng phải bị khẩu trang và ở trong nhà tiếp khách cũng vậy. Thì kinh tế thì mặc dù khó khăn nhưng mà tới ngày lễ thì mình cũng tổ chức để mừng Chúa Giáng sinh. Chủ nhật thứ hai á thì bắt đầu là con cái trong nhà là nó chuẩn bị để là làm lớn nhỏ thì cũng phải làm. Dù không rộn ràng như mọi năm nhưng sắc màu Noel cũng đã tràn ngập tại xóm đạo An Ngãi Đông. Để đảm bảo phòng dịch, các nghi lễ được tổ chức tại nhà thờ sẽ giới hạn số người tham dự và tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương. Với cái tư cách là linh mục thì luôn luôn nhắc nhở bà con giáo dân trong vào trong nhà thờ, chẳng hạn như vậy thì ngồi giãn cách, ví dụ như là một ghế là hai người, trong nhà thờ chỉ đủ 40 người tham dự thánh lễ và tuyệt đối là đeo khẩu trang 100%. Khi vào trong nhà thờ thì có sát khuẩn tay, rồi tôi cũng luôn luôn nhắc nhở là nếu mà bà con giáo dân mà ai có biểu hiện mà ho sốt hay biểu hiện ví dụ như là giống như cảm cúm thì không tham dự thánh lễ. Đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở trên địa bàn xã Hòa Sơn cũng thường xuyên đến các gia đình giáo dân để tuyên truyền nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, phòng chống dịch là nhiệm vụ trên hết và trước hết để đảm bảo một mùa Giáng sinh yên bình cho mọi nhà. Tinh thần và công rất là cảnh giác. Người cũng biết rằng là tình hình dịch bệnh rất phức tạp, cho nên việc Noel mặc dù tổ chức lễ nhưng người ta vẫn cảnh giác về cái dịch bệnh, người ta lo cái tổ chức tại gia đình với của họ thôi chứ cũng không có tập trung đông người. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, bà con giáo dân An Ngãi Đông nói riêng và các xóm đạo nói chung trên địa bàn thành phố hân hoan chào đón ngày lễ lớn nhưng vẫn nâng cao ý thức trách nhiệm trước dịch bệnh COVID-19. Đây có lẽ cũng là một mùa Noel đặc biệt, là dịp để mọi người lắng lại, biết trân quý hơn từng phút giây sum vầy, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp để hướng về năm mới với những điều bình an và tốt lành.